Eva Drogan, Donna E, Eva Tony, Oklahoma, Holmes, Donna E, Rogan, Holmes, Holmes, Eva Tony, Holmes, 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 Oklahoma, Holmes, 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 Yuri, Holmes, 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 Yuri, Holmes, Rutkin, Rogan, Abadakis, Rutkin, Oklahoma, Abadakis, Abadakis, Holmes, Rutkin, Rutkin, Abadakis, Abadakis, Holmes, Papadakis, Rutkin, Papadakis, 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 Alo, vâng quý vị, quý vị các bạn thân mến, trở lại với trận đấu thôi. Chúng ta được xem một bài khá khỏe của game thủ Gunny. Anh đang được anh đang chém đầu cánh như này. Bên kia được có hai Panaman, hai Panaman và một cái quân gì nữa đó. Bên kia he lên đời rất sớm, he lên đời cực sớm và một hai Panaman một chôn sơn rồi. Cái chôn sơn của game thủ tí và tôi xem là không có sang. Có bánh xe vụt luôn này, vụt này, boy bướng bỉnh chứ quyết định tạm dừng rồi. Như vậy bên kia chưa kịp xem, bên kia có ba chém và một cung thì phải, một cung Summerian tôm sâu kêu Folesian cánh bên này, Folesian ở sâu bên trong cánh vẫn còn nguyên. Tiểu Bạch Long 23/48 đánh chém vào Babylon, còn để cho vô thường, để cho vô thường đánh cung của Summerian rồi. Thêm Tiểu Bạch Long đi, anh cứ đánh chém là tôi lại cảm thấy kích thích. Phù luôn anh ơi, phù luôn, phù luôn, phù luôn, chắc chắn sẽ phù được thôi. Ngọt. Bên kia họ phù đen, họ phù đen vẫn một thế mới hay chứ lại. Rồi tí phù đen. Vâng, và tí đứng lên và gọi thuê thầy cúng là không giá trị bằng cái việc đại gia nha anh Dũng con, thuê thầy cúng về. Đây thuê bên pháp sư bên 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 tận bên Apalisan về cơ. Nhưng ông tí này chỉ thuê được mấy ông thầy cúng ở bên mấy ông thầy cúng ở bên bên chuyên bên Hải Phòng thôi, bên chữa đài hỏa táng Thuận An thôi. Chỉ cúng vớ vẩn để chuẩn bị cho áo quan càng nhanh càng tốt. 19/56 là tham gia của Tiểu Bạch Long này, không được to cho lắm nhưng dường như là vẫn ổn. Gunny 23/36 tham chém Paleman, úm được hai con chém của game thủ, úm được hai con chém đấy rồi, úm được hai chém chun sơn của game thủ tí đấy rồi. Đã có sọc đơn sang đây rất oai oăm. Tôm 41/72, vâng tôm lại đang tươi được. Tôm lại đang ăn được khá nhiều dân rồi. Vâng, các bạn để loạt cái khe tuyệt vời để cho he nên nên chia buồn với he rằng anh đã có một cái khe rộng thênh thang. Lên giáp 4 luôn. Tại bên họ toàn chém, bên họ hai Panaman mà bên họ hai chém tuyển. Bên mình có ai lên cung A không? Folesian có lên cung A không? Theo tôi nghĩ một bài lên cung A sẽ hay hơn. Lên cung A thì Panaman chẳng có cái cửa gì cả. Chẳng có cái cửa thì đỡ, bắt đầu đào vàng lên cung A đây rồi. Bên họ là ba chém cơ. Gredic à Johnson, Johnson Panaman, Panaman và dường như một Summerian nữa thì phải. Vô thường. 49/88. Cung G Summer, Summer không nên được cung A thì cứ phải đánh chay cung G giáp 4 cũng được. Cũng bắt đầu đào vàng rồi, đang có ý định về đời 4. Về đời 4 đánh thì bên mình thắng chặt. Về đời 4 mà đánh thì bên mình coi như là cửa trên, cửa trên nghĩa là ngồi trên đỉnh nóc nhà luôn. 53/96 tham này khá to của game thủ Hoàng Phi Thường. Ôi giời đông lắm anh ơi, quay lại. Dường như là bên kia là Zoman rồi. Về lớp cầm Zoman rồi chứ bên họ không có. Đúng rồi, bên họ là Zoman, bên họ nghĩa là toàn, bên họ toàn chém rồi không có cung. Như vậy là bên mình cứ lên cung A là coi như trận đấu được giải quyết gọn gàng, nhẹ nhàng và đầy tình cảm. Cho về lớp về nhà khoan cắt bê tông sớm. 61/108. Ăn dần thôi. Dân Zoman, về lớp đã có rất nhiều sọc đơn của Zoman rồi.
Hình như có ai vừa mổ vừa xẻ thịt trâu xong. Đúng là về lớp xẻ thịt trâu vẩy e, không có đường thoát. Ôi trời, vẩy thế mà còn nọt. Có những cái e không sao. Cửa thắng của mình đang cao lắm rồi. Bây giờ cửa thắng của mình đang không phải là Văn Cao nữa mà là anh Huấn Cao lắm rồi. Tôm đi. Tôm đã lên được. Như vậy là tôm đã lên được cung A rồi. Lên được cung A là hay, tụ đông cung A đứng ở nhà, thậm chí là đứng chảy cối cứ đứng ở nhà tổ nhà xong là phát triển xong bật 4 là xong. Không cần phải đẩy đi đâu nhiều, đưa 1 2 tốt sang thôi. Sang gặp ngay nha. Vâng. Gửi ngay vào nhà he 20 con cung A he ngồi tại chỗ khóc tiếng mán. 60 trên 84. Ôi giời, đông như vậy là ván này ở trận đấu này thì Boy Bướng Bỉnh, Tuti và cũng như he hai ông cầm Panaman. Còn lại Vlớp cầm game thủ tí cầm Chôn Sơn, còn Vlớp cầm Roman Abramovich. Vâng, chém của Panaman áp sát và chém khá đau. Gani đi. Gani rất đông chém mà không xoắn gì mấy con sọc đôi của sọc đơn của Roman Vlớp cầm cả. Vô thường thì bây giờ to như cái điếu rồi. 75 trên 140. Đang quyết định nhảy 4 thôi, nhảy 4 rồi. Đẹp rồi anh ơi. Còn sẽ đủ đồ ngay thôi. Anh nín thở bóp cò và thủ đồ tôi và đủ đồ và lên. Tôi nghĩ là tên đấy đưa về nhà đi. Để một hai con sang thủ bật 4 luôn. Kích 4 rất nhẹ nhàng tách một cái. Bật 4 vào coi như hot của Summer ra là trận đấu coi như đã được giải quyết. Đã được xong. Vâng, và có lẽ giờ phút này tôi sẽ đóng cái cúc áo để giống như anh Tuấn Tiền Tỷ. Vâng, đóng cúc áo cao giống như lãnh tụ Kim Jong-un của Hàn Quốc. Rồi chờ đợi cái trận thắng thứ hai của xe đấu thứ tư và cũng như chuẩn bị với trận chung kết cho các ông bên phía Hà Nội thôi. Đầu máu đồ mê ngay sau khi lên xong thì lực của anh cứ yên tâm đi. Sóc khoảng 7-8 nhà hot đều là bình thường. Tôm 69 trên 80. Sóc đầy cung Nga thủ nhà là đã thắng rồi, chưa cần phải đẩy nữa. Gani 32 trên 44. Anh tôi vẫn đang to ra. Vẫn đang to ra và khỏe lên. Vâng, anh cứ gặp cung G mấy cung A trên bản đồ thì toàn bên mình thôi. Yên tâm, bên họ toàn này toàn chém. Tiểu Bánh Nong 30 trên 52. Rất tuyệt vời. Vâng, ông nào tham cũng to cả. Bên kia có lẽ là sắp di sai rồi chứ chưa cần đẻ đơn việc vô thường lên 4 nữa. Ôi đời, rất đông nắm. Đông nắm đám phu thủy phu đi. Ô, họ đen cả ra rồi. Hot. Vâng. Game thủ tí đã lên được 4. Đánh hot Trôn Sơn. Game thủ tí như vậy đã lên được 4 rồi. Đã bật 4 thành công. Vâng, úm rồi. Có lẽ tiểu với nhau ra nhà chờ đợi vừa Hoàng Phi Thường. Hoàng Phi Thường cũng đã lên 4 xong. Như vậy là bên kia cũng chẳng còn cái vẹo gì nhiều cả. Bên chúng ta phải tập trung vào. Thật tập trung. Không được đánh sơ suất, không được đánh chủ quan trận này. Vô Thượng đã có turn hot đầu tiên rồi. Tiêu Thi Chép bắn trận lửa cũng sắp sửa khạc ra đến nơi rồi. Vâng, bắn trận bây giờ mới lưng. Chuẩn bị làm cái cổ đá to đi. Bên họ là thôi kể cả đông cung A cũng được. Đánh đông cung A và đông cung G lửa đông hot vào. Bên họ có khạc ra lửa không có thua. Sang đỡ nhà đây game thủ Tom Sokyu. Đang với ý định đưa về thế trận đánh đổi 4 ở bên mình cửa trên hoàn toàn. Hot khạc ra lửa chứ anh. Hot sắp khạc ra lửa rồi. Như vậy là có lẽ là đã khạc ra lửa rồi. Vâng, đã lên được cái bản đồ đồng minh. Gani anh đang xúc vào nhà của cái thủ tí một tơn. Bắt hết đạo lạc đà này. Rất nhanh chóng thôi. Vào đây. Vào tờ room. Có vào không? Tôi đang mở cửa đây rồi. Mở cửa vào cũng như cho thuê trọ. Ôi, he gì sai. Vâng, he gì sai là đúng rồi. Vâng, và 2-0 trong trận đấu thứ tư. Vâng, mà chưa kịp để, nghĩa là anh vô thường, nghĩa là mở cửa ra cho anh Dũng Quân thuê trọ. Anh Tiểu Bạch Nong bây giờ phải, chính nữa phải đi thuê trọ bắt mở cửa cho vào nhà.